em tin danh, em đã chơi được cái tựa game Seto này cũng khoảng 1 năm hơn. Cảm giác của em thì thấy cái này, cái màn hình này chơi khá ngon. Cái màu thì khá là đẹp, mượt, không bị có cái bóng mờ như mấy cái màn hình 60Hz em hay chơi. Chào anh, dạ em tên là Thông. Em chơi tựa game CSGO này cũng được 2 năm rồi ạ. Em thấy so với màn 144 thì nó khác một trời một vực, còn so với màn 60Hz thì rõ ràng là không thể so sánh được. Khi mà màn 60Hz mình chơi là mình thấy nó vượt hơn hẳn màn 240Hz này. Em thấy nó sáng hơn và không có bị những góc tối như là một số màn hình khác. Xin chào anh và các bạn. Em tên là Hoàng Nam, em là một game thủ CSGO chắc tới bây giờ cũng được khoảng 5 năm rồi. Về màn hình BenQ 240Hz mới này thì em thấy nó, nói chung là đối với con mắt của em thì em không thể nhìn được sự khác biệt rõ ràng lắm của 144Hz và 240Hz. Nhưng em thấy cái đặc điểm mới của cái màn hình này là nó có chế độ chỉnh màu rất là tuyệt vời. Đối với một designer như em thì em cần cái độ chính xác màu của nó rất là cao. Và BenQ đây là một sản phẩm mà có, em thấy là có thể đáp ứng được với nhu cầu của em. Dạ, chào anh, em là Nhân, năm nay em 19 tuổi. Theo em được biết đó giờ là em chủ yếu bắn màn, chủ yếu là 60Hz nhiều. Hôm nay có được cơ hội được bắn thử màn 240 này thì em thấy rất là... Chứ điều thứ nhất là màn hình nhìn rất là đã mắt và không có bị mỏi mắt như màn 60Hz, với lại rõ hơn rất nhiều. Dạ. Và điều thứ hai á, là khi bắn cái màn này mình cảm giác như những cái đường đạn mình nhìn rõ hơn anh, mình sấy dễ hơn. Dạ. Tên là Huy và em chơi CSGO cũng được khoảng 3 tháng rồi. Dạ, nó cảm thấy em thấy nó khác hẳn đối với những cái màn 144 khác của các hãng khác như là Asus này nọ, thì em thấy cái màn này nó sẽ là một cái chân trời khác. Và nó cái màu sắc của nó anh có thể nhìn thấy nó cũng là rất là thật, chân thực hơn. Và độ mượt thì nó cũng là một cái mức độ khác so với mấy các màn hình 44 khác. Dạ, em tên Trần Mai Thiện. Dạ, em thấy cái màn hình này rất là mượt, tại vì ở nhà em toàn chơi cái màn hình 60Hz này, cực kỳ cắt hình người, giật lắc, cực khó chịu. Hi, xin chào các bạn, mình tên là Tài. Thì hôm nay mình được tham gia cái sự kiện cũng như là cái chương trình đến để trải nghiệm cái màn hình của BenQ. Sau một khoảng thời gian mà mình được trải nghiệm cái màn hình này thì thực sự là cái mà mình muốn nói các bạn là nó awesome, quá tuyệt vời. Với mắt người á, các bạn hầu như là các bạn sẽ nghĩ là mắt người thì làm sao mà nhìn thấy được cái sự khác biệt, nhưng mà không. Khi mà các bạn ngồi và trải nghiệm cái màn hình 240Hz, các bạn chỉ cần lia chuột một cái, các bạn lia góc nhìn, các bạn sẽ biết là cái độ quét của khung hình nó quá nhanh, khiến cho các bạn cảm thấy là màn hình nó rất là sướng, và các bạn thấy như là nó không bị xé ảnh. Các bạn thấy là màu sắc cũng như là chi tiết hiển thị rất là nhanh và nó đập vào mắt các bạn ngay lập tức. Các bạn sẽ thấy được chủ thể rất là nhanh, và nhất là những cái tựa game mà bắn súng như kiểu là CS:GO, nhất là CS:GO. Các bạn chơi là một trong những cái tựa game gọi là đỉnh cao của game FPS. Thì chắc chắn là mình sẽ tham gia, hôm nay mình rất là vui và cảm ơn BenQ rất là nhiều, cũng như là cảm ơn những cái nhà tài trợ đã tổ chức những cái buổi sự kiện quá là tuyệt vời lại như thế này cho anh em. Xin chào các bạn, mình tên là Sang, năm nay mình 21 tuổi, hiện là sinh viên và mình đến từ quận 9. Rất vui được tham gia buổi trải nghiệm màn hình BenQ tần số quét 240Hz tại Next Gen Kingdom ngày hôm nay. Thật sự như mình nói lúc nãy, mình rất là choáng ngợp với cái chất lượng và cái tần số quét rất là cao mà cái màn hình này đem lại. Nhờ cái màn hình này mình sẽ tận dụng được tất cả cái phần cứng các bạn đem lại. Ví dụ chiếc máy các bạn có cái càng màn hình cùng với CPU rất là mạnh, thì những cái màn hình thông thường gần như sẽ không thể tận dụng được hết bởi vì tần số quét thấp. Thì mình có thể đầu tư một cái dàn máy có cấu hình mạnh, nhưng mà một cái màn hình thật xịn giống như cái BenQ này thì mới có thể tận dụng được hết sức mạnh mà cái cấu hình nó mang lại. Và với cái thường xuyên mình chơi game, những cái tựa game FPS ví dụ như là CSGO hay là MOBG, thì một cái màn hình xịn như thế này sẽ đáp ứng rất tốt cái nhu cầu sử dụng của mình. Ngoài cái màn hình này ra thì ở nhà mình có sử dụng cả chuột và bàn phím của BenQ nữa, dòng Yowie, thì mình cảm thấy nó rất là phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của mình. Và độ bền cũng khá là cao nữa. Nếu mà có điều kiện thì chắc là mình cũng sẽ sắm nguyên cả một combo của BenQ để mà sử dụng lâu dài. Mình tên là Dũng và mình hiện tại là đang làm marketing cho bên mảng công nghệ. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái màn hình ở nhà, là cái tốc độ phản hồi của nó là khoảng 30 giây và cái tần số quét của nó thì nằm ở mức là 144Hz. Mình thấy là
chuột của BenQ thì mình chưa có sử dụng đến, nhưng mà màn hình của BenQ thì mình đã sử dụng đến rồi. Và hôm nay thì cái màn hình mới nhất là này thì mình đánh giá cực kỳ cao. Nó rất là phù hợp cho những cái tựa game FPS. Nếu như mà đối với những bạn mà thường xuyên chơi những cái dòng game thể thao điện tử như là Liên Minh với cái nhịp độ nó không quá cao thì cái màn hình này đáp ứng chắc chắn là dư sức. Có thể là các bạn sẽ không có thể cảm nhận được cái tốc độ phản hồi nhanh trên cái màn hình này. Tuy nhiên khi mà các bạn đổi qua cái tựa game là CSGO chẳng hạn, đó, một tựa game đột kích, một tựa game bắn súng, thì các bạn sẽ nhận ra được cái sự khác biệt giữa một cái màn hình tốc độ phản hồi là 60Hz hoặc là 120Hz so với lại một cái tốc độ phản hồi là 240Hz trên chiếc BenQ. Mình tên là Kỳ Anh, năm nay sinh viên năm 3 có đại học Văn Lang. Bình thường thì ở các quán net hay là ở nhà thì mình chỉ sử dụng màn hình khoảng 60Hz thôi. Nhưng mà khi hôm nay được trải nghiệm màn hình của BenQ 240Hz thì cảm giác nó rất là mượt. Cảm giác mượt khi mà mình chơi CSGO thì không có độ chậm, không có bị lắc giật gì hả. Về cái gear như chuột và dây chuột của BenQ thì sử dụng cho việc sử dụng cho game FPS thực sự rất ổn. Game chuột rất là fit với tay, rất là đồng tay, dễ di chuyển. Xin chào các bạn, mình tên là Khoa, đến thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay mình 20 tuổi. Thời trước ở nhà thì mình chơi những quán net á thì có một số màn hình là 60Hz, có một số màn hình là chỉ có 144, thì mình cũng đã trải nghiệm qua hết rồi. Thì rõ ràng khi mình sau khi mình trải nghiệm một cái này, màn hình này á thì mình thấy là nó sắc nét hơn và nó khiến cho mình muốn chơi game nhiều hơn. Với mình thì mình để ý nhiều nhất hôm nay là cái Bungie, tại vì rõ ràng ở nhà mình chơi nó không có thoải mái về cái vấn đề dây chuột đồ nhiều á, nên mình rất là thích cái đồ đó. Còn về GUI á thì nó hỗ trợ được là cái phần nút DPI nó nằm ở dưới, nó sẽ không khiến cho game thủ không bị ấn nhầm vô. Mình thấy là chắc chắn, chứ nếu mà mình có dư giả về tiền bạc thì chắc chắn mình sẽ mua. Tại vì rõ ràng mình có một cái màn hình mà chơi nó độ sắc nét nó tốt như vậy, khiến mình cảm thấy muốn chơi, thỏa mãn mình thì mình phải mua rồi.